Kính chào mọi người đã đến với video đầu tiên của tụi mình. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu vài nét về Nguyễn Du, cũng như đời sống và sự nghiệp của ông. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu sơ lược về cuộc đời của ông. Nguyễn Du sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766, mất ngày 16 tháng 9 năm 1820. Tên tự là Tố Như, hiệu là Thanh Hiên, biệt hiệu là Hồng Sơn Lạc Hộ, Nam Hải Hiếu Đồ, là một nhà thơ, nhà văn hóa lớn thời Lê Mạt Nguyễn Sơ ở Việt Nam. Ông được người Việt kính trọng tôn xưng là đại thi hào dân tộc và được UNESCO vinh danh là danh nhân văn hóa thế giới. Giờ chúng ta tìm hiểu thêm về Nguyễn Du qua gia thế và cuộc đời của ông. Đầu tiên là gia thế của ông. Nguyễn Du sinh ngày 3 tháng 1 năm 1766 tại làng Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Cha của Nguyễn Du là Nguyễn Nhiễm Đậu Nhị Giáp tiến sĩ, làm quan đến chức đại tư đồ, tể tướng, tước Xuân Quận Công. Mẹ là bà Trần Thị Tần, vợ thứ ba của Nguyễn Nhiễm. Trong gia đình ông có điều kiện rùi mài kinh sử và am hiểu vốn văn hóa văn học Bắc học. Thời thơ ấu của Nguyễn Du là một tuổi thơ cơ cực. Năm Mậu Tuất 1778, khi 12 tuổi, thân mẫu Nguyễn Du là bà Trần Thị Tần mất. Mới 13 tuổi, Nguyễn Du mồ côi cả cha lẫn mẹ nên ông phải ở với người anh khác mẹ là Nguyễn Khản. Năm Canh Tý 1780, Nguyễn Khản là anh cả của Nguyễn Du, bị khép tội mưu loạn trong vụ án năm Canh Tý, bị bãi chức và bị giam ở nhà Châu Quận Công. Lúc này, Nguyễn Du được một người thân của Nguyễn Nhiễm là Đoàn Nguyễn Tuấn đón về Sơn Nam hạ nuôi, ăn học trong thời niên thiếu của ông. Trong thời năm 1783, Nguyễn Du thi hương ở trường Sơn Nam, đậu tam trường, sinh đôi lúc 18 tuổi. Ông lấy vợ là con gái của ông Đoàn Nguyễn Thục. Ông được tập ấm chức chánh thủ hiệu quân hùng hậu hiệu, chỉ huy đội quân hùng mạnh nhất Thái Nguyên. Sống sung túc, hào hoa ở kinh thành Thăng Long trong gia đình quyền quý là điều kiện để có những hiểu biết về cuộc sống ông phong lưu của giới quý tộc phong kiến. Nguyễn Đăng Tiến tức Quản Vũ Hầu, tức Cai Gia, kết nghĩa sinh tử với Nguyễn Du. Cai Gia còn lớn tuổi hơn Nguyễn Du 31 tuổi nên Nguyễn Du gọi là người anh cả, kết nghĩa sống chết, tồn vong cùng có nhau và gọi tên là Nguyễn Đại Lang Thanh Hiên thi tập. Năm 1787, Nguyễn Du 4 năm chấn đóng Thái Nguyên, sau trận chiến với quân Tây Sơn, đi giang hồ không nhà không cửa cùng Nguyễn Đại Lang. Sau khi được tha chết Nguyễn Đại Lang cùng Nguyễn Du, Nguyễn Quýnh sang Vân Nam, Trung Quốc. Họ chia tay tại Liễu Châu, Nguyễn Du đi chu du muôn dặm tại Trung Quốc, khoảng 5.000 km trong 3 năm, từ Liễu Châu qua Quảng Tây đi đường Trường Sa đến Hán Dương, qua sông Giang Hán đi Trường An. Và sau đó xuống Hàng Châu, nơi đây Nguyễn Du có được quyển Kim Vân Kiểu Truyện của Thanh Tâm Tài Nhân và quyết chí diễn ca thơ nôm. Sống cuộc đời nghèo khổ, phong trần, gió bụi đem lại cho Nguyễn Du vốn sống thực tế gần gũi với quần chúng, học tập ngôn ngữ dân tộc và thôi thúc ông suy ngẫm về cuộc đời con người. Năm 1795, Nguyễn Đề đi sứ sang Yên Kinh dự lễ nhường ngôi của vua Càn Long nhà Thanh. Đến năm 1796 trở về được thăng chức Tả Đồng Nghị Trung Thư Sảnh. Mùa đông năm Bính Thìn 1796, Nguyễn Du trốn vào Gia Định theo chú Nguyễn Ánh, nhưng bị quận công Nguyễn Thận bắt giam 3 tháng ở Nghệ An. Sau khi được tha, ông về sống ở Thiên Điền. Trong thời gian bị giam, ông có làm thơ mi Trung Mạn Hướng Công. Năm 1820, ông bị bệnh dịch tả chết ngày 10 tháng 8 năm Canh Thìn, tức 16 tháng 9 năm 1820, hưởng thọ 54 tuổi. Năm Giáp Thân 1824, di cốt của ông được cải táng về quê nhà là làng Tiên Điền, Hà Tĩnh. Kế đến chúng ta sẽ điểm qua tác phẩm của ông. Cụ thể đầu tiên là chúng ta tìm hiểu về văn học chữ Hán. Những tác phẩm bằng chữ Hán của Nguyễn Du rất nhiều, nhưng mãi đến năm 1959 mới được ba nhà nho là Mùi Kỷ, Phan Võ và Nguyễn Khắc Hanh sưu tầm, phiên dịch, chú thích và giới thiệu tập thơ chữ Hán Nguyễn Du. Nhà xuất bản Văn Hóa 1959 chỉ gồm có 102 bài. Đến năm 1965, nhà xuất bản Văn Học đã ra thơ chữ Hán Nguyễn Du, tập mới do Lê Thước và Trương Chính sưu tầm, chú thích, phiên dịch, sắp xếp, gồm 249 bài như sau. Thanh Hiên thi tập, tập thơ của Thanh Hiên gồm 78 bài, Nam Trung tạp ngâm, ngâm Nga lặt vặt lúc ở miền Nam gồm 40 bài. Phần tiếp theo là nói về những tác phẩm chữ nôm của ông. Những tác phẩm chữ nôm của Nguyễn Du gồm có Đoạn Trường Tân Thanh Tiếng Than Van Mới Đau Lòng Đứt Ruột, tên phổ biến là Chuyện Kiều, được viết bằng chữ nôm, gồm 3.254 câu thơ theo thể lục bát. Văn Chiêu Hồn, tức Văn Tế Thập Loại Chúng Sinh, dịch nghĩa Văn Tế 10 loại chúng sinh, viết bằng thể thơ song thất lục bát, hiện chưa rõ thời điểm sáng tác. Thác Lời Trai Phường Nón, 48 câu, được viết bằng thể lục bát. Văn Tế Sống Trường Lưu Nhị Nữ, 98 câu, viết theo lối Văn Tế. Nói về chất văn của ông thì ai cũng biết rằng ông là một nhà văn, nhà thơ lớn của dân tộc Việt Nam, được mệnh danh là đại thi hào trong suốt cuộc đời sáng tác của mình. Qua các tác phẩm của Nguyễn Du, nét nổi bật chính là sự đề cao xúc cảm. Nguyễn Du là nhà thơ có học vấn uyên bác, nắm vững nhiều thể thơ của Trung Quốc như Ngũ Ngôn Cổ Thi, Ngũ Ngôn Luật, Thất Ngôn Luật, Ca, Hành, nên ở thể thơ nào ông cũng có bài xuất sắc. Đặc biệt hơn cả là tài làm thơ bằng chữ nôm của ông, mà đỉnh cao là Chuyện Kiều, đã cho thấy thể thơ lục bát có khả năng truyền tải nội dung tự sự và chữ tình to lớn trong thể loại chuyện thơ. Chính trên cơ sở này mà trong thơ Nguyễn Du luôn luôn vang lên âm thanh, bừng lên màu sắc của sự sống, hằn lên những đường nét sắc cạnh của bức tranh hiện thực đa dạng. Và giữa những âm thanh, màu sắc, đường nét vô cùng phong phú đó, Nguyễn Du hiện ra vừa dạt dào yêu thương, vừa bừng bừng căm giận. Đây là chỗ đặc sắc và cũng là chỗ tích cực nhất trong nghệ thuật của Nguyễn Du. Từ thơ chữ Hán cho đến chuyện Kiều đã tạo nên cái sức sống kỳ lạ ở hầu hết các tác phẩm của ông. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian ra để xem video của tụi mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp mọi người ở các video tiếp theo.